Chỉ mong rằng chúng ta luôn bên nhau trong tất cả mọi hoàn cảnh, mọi thử thách, khó khăn có thể đến ở trong cuộc sống này. Đó là những lời hẹn thề khi mà các bạn trẻ còn lúc đang yêu nhau. Và ngày hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2023. Tường cầu chúc cho tất cả các đôi bạn trẻ yêu nhau sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc, và chúc cho các bạn vượt qua được mọi thử thách, mọi khó khăn trong tình yêu để các bạn có thể tìm thấy một nửa của cuộc đời của mình, để cho các bạn sống một đời sống hạnh phúc. Đó. Và hôm nay là ngày lễ Valentine thì Tường sẽ gửi đến tất cả các bạn một kiểu tóc khá gần gũi, một kiểu tóc phù hợp với rất là nhiều người, mà đặc biệt đến 60% là các bạn trẻ, để rất là nhiều. Và cái kiểu tóc mà Tường sắp thiết kế ở đây là một kiểu tóc rất đặc biệt, tức là một kiểu tóc nhưng có thể tạo được nhiều kiểu khác nhau. Và kiểu tóc ngày hôm nay thì Tường sẽ muốn mang đến cho tất cả các bạn, đó là kiểu short quip. Short quip ở đây tức là ngắn ở phía trên top và mái được vuốt dựng lệch sang một bên. Ở đây thì Tường dùng lược bản to và một chiếc tông đờ NT20 đã được độ lưỡi kép. Đây là một trong những kiểu tóc mà rất dễ để và phù hợp với rất nhiều khuôn mặt. Ở phần xung quanh thì Tường sẽ cắt xanh nhẹ nhàng như thế này, tức là không phây trắng. Tường sẽ cắt nhẹ nhàng như thế này thôi, tại vì khuôn mặt và cấu tạo hộp sọ đầu của bạn khách ngày hôm nay cũng không không quá to, không béo, hay còn gọi là gầy. Thế nên là mình cắt vừa thôi. Với kiểu short clip này thì bình thường mọi người vẫn có thể vuốt theo kiểu sport được, mọi người vẫn có thể vuốt theo kiểu thể thao được. Nếu mà vuốt lịch lãm thì cũng mọi người cũng có thể vuốt được, đó là chải sang một bên, chỉ cần thay đổi về cách vuốt thôi. Đó. Đây là một trong những kiểu tóc mà Tường thấy rất dễ để. Về kê lược thì thực ra rất là nhiều anh em hỏi mình làm sao để kê lược được nét. Nếu mà để kê lược mà nét thì cách duy nhất đó là luyện tập. Trong cuộc sống của anh em mình, bất cứ một ngành nghề nào hoặc một công việc gì bắt đầu ai cũng bỡ ngỡ giống như ai hết. Qua năm tháng chúng ta rèn luyện thì mọi thứ trở nên tốt hơn thôi. Chỉ có rèn luyện thì mọi thứ mới tốt hơn được. Có những người thì luyện 3 tháng biết cắt kê lược, có những người luyện 5 tháng. Đó. Nó tùy vào khả năng mỗi người, nhưng cuối cùng rồi ai cũng biết cắt kê lược thôi. Quan trọng là chúng ta có kiên trì hay không thôi. Với Tường thì Tường nghĩ là cái thao tác nhuần nhuyễn là cái quan trọng nhất ở thời gian đầu. Nếu như thời gian đầu mà thao tác còn đang còn tập tễnh thì thực sự rất khó có thể đi vào bài cắt được. Thế nên là các bạn mà bắt đầu mới học từ cơ bản, hãy luyện thao tác cho thật kỹ. Đó. Và cái quan trọng nhất là mình phải nỗ lực, tức là phải cố gắng học, tập trung cao độ nhất thì sẽ đạt được thành quả. Giống như chúng ta vẫn nghe câu là làm nghề tâm huyết ấy. Tâm huyết ở đây tức là mình làm nghề bằng cái tâm. Tâm, tâm là cái bên trong của mình. Đó, mình tập trung vào, mình làm bằng cái lòng yêu nghề của mình, trái tim yêu nghề của mình, bằng bằng như dòng máu chạy trong con người mình. Đó, như sự sống, như hơi thở,
mình gửi trọn vẹn vào mái tóc của khách hàng thì đó mới gọi là tâm huyết. Kê lược là một trong những kỹ thuật mà Tường cảm thấy khó có thể mà làm cho mình nhàm chán được. Và nó rất là đa dạng. Để mà chinh phục nó thì nó rất sáng tạo. Đấy là kê lược. Kê lược không phải là một kiểu tóc nào, một khuôn đầu nào, một vị khách nào cũng giống vị khách nào. Tức là mỗi vị khách, mỗi một kiểu tóc chúng ta nhận, chúng ta đều có một cái cách cắt khác nhau, và chúng ta đều có một độ khó khác nhau. Nó giống như bài toán các bạn. Tức là bài toán nó luôn thay đổi, luôn thay đổi chủ đề. Đó. Chỉ cần một công thức thôi, chúng ta có thể giải được tất cả các bài toán. Đấy. Nó luôn thay đổi. Cái lược nó không phải là làm theo công thức nữa, mà nó làm bằng gì? Sự khéo léo của mình. Đó. Nó thông qua việc tâm huyết. Đó. Dành trọn vẹn vào. Bằng việc chúng ta cắt thủ công, đúng không? Chúng ta sử dụng cự tay để chúng ta cắt. Và Tường cảm thấy không bao giờ mà Tường nhàm chán được. Bây giờ mình sẽ xử lý ở phần trên top. Để cắt được đạt độ hiệu quả cao thì Tường có xịt ẩm đi một chút để Tường dễ thao tác. Trong quá trình này thì Tường cũng có học viên mới. Nếu như anh em đang xem clip của mình thì anh em lưu ý từng bước một. Ở đây thì mình sẽ cắt phần mái trước. Phần mái ở đây thì mình để khoảng 5-6cm thôi, không cần quá dài. Sau đó mình nâng lược lên thì mình đan lên một chút ở phần góc bên trán để cho nó tự nhiên hơn. Và mình sẽ tiến hành cắt ở phần sai xung quanh này để mình tạo sự liên kết. Và mình nâng ở góc độ cao để mình tạo gì? Sự mềm mại. Với trường phái của Tường, giáo trình cắt 7 điểm chuẩn của Tường, thì Tường gọi tất cả các ngôn ngữ trong cắt tóc rất đơn giản. Tường sẽ chuyển hóa từ góc độ 90-45 và 0 độ, Tường sẽ chuyển thành góc độ cao và góc độ thấp. Nâng càng cao thì gì? Độ mềm mại và độ so le tự nhiên càng nhiều. Đó. Thì nó sẽ tạo ra gì? Layer. Tức là mình cắt ở góc độ cao thì nó sẽ có nhiều tầng lớp được cắt đi. Thì đương nhiên nó sẽ mỏng đi. Đó. Và ở đây thì mình sẽ cắt bằng kéo truyền thống. Mình sẽ tiến hành đan lược hết. Mình sẽ đan từ bên trên xuống và đan từ gì? Từ dưới lên. Quan trọng nhất là khi chúng ta cắt xong thì chúng ta thấy kiểu tóc nó có hồn. Ok. Các bạn có thấy hai bên phè không? Bây giờ mình sẽ tiến hành sấy và mình sẽ xử lý ở phần hai bên. Ở đây thì Tường sẽ dùng tonic. Tonic để Tường sấy. Đây là tonic sub tonic mũi biển. Có công dụng là hút mồ hôi dầu, dành cho những ai mà có mồ hôi dầu, và tạo được độ bồng cho tóc và định hình kiểu tóc khi chúng ta vuốt sáp tạo kiểu. Và nó hỗ trợ tạo kiểu rất là tốt, kể cả về việc giữ nếp cũng rất là tốt luôn. Những sản phẩm tạo kiểu rất quan trọng trong quá trình chúng ta làm nghề. Đó. Để kiểu tóc đẹp hơn thì bắt buộc chúng ta phải vuốt về tạo kiểu thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Nhiều anh em hỏi khóa học ở Tường thì trong tháng 3 này Tường cũng có khóa học đấy. Còn khóa nâng cao thì Tường tuyển học viên liên tục. Các bạn cứ đăng ký trước là được giảm 20%. Đăng ký trước ngày 20 hàng tháng các bạn nhé. Đăng ký trước ngày 20 hàng tháng. Đó. Đăng ký trước ngày 20 hàng tháng. Và cái
chương trình khuyến mại này thì sẽ có thể thay đổi theo thời gian để cho phù hợp nhất. Các bạn thấy không, khi Tường sử dụng tonic chỉ cần sấy lên mà đã trông đã như thế này rồi. Thì một lát nữa chúng ta chỉ cần một chút sáp thôi, thì chúng ta bóp một chút nhẹ thì nó tạo ra texture rất là đẹp. Các bạn có thể kết bạn qua Zalo của mình để tham khảo về khóa học. Về đồ nghề thì bên mình có phân phối cho các đại lý về đồ nghề, cũng như là cung cấp đồ nghề cho học viên và cho tất cả anh em đồng nghiệp ở Việt Nam. Tất cả sản phẩm thì mình kết hợp với đơn vị sản xuất để mình ra những sản phẩm phù hợp nhất cho học viên của mình. Cây tông đơ mình đang cầm trên tay đó là một chiếc tông đơ phiên bản Gold của NT219 mà mình đang test. Mình test đến nay cũng phải được 2-3 tháng rồi. Và mình sẽ kiểm tra thật kỹ về chất lượng cũng như giá cả. Sau khi test xong thì mình sẽ yêu cầu sản xuất theo như yêu cầu của mình. Đó là lưỡi kép. Đó. Lưỡi kép, pin, cữ. Một chiếc tung đơ có thể giúp Tường xử lý được rất là nhiều vấn đề trong một kiểu tóc. Ví dụ, Tường có thể sử dụng được một chiếc tung đơ để phây, để xả tóc và được kê lược để là tóc. Tức là khi là tóc như thế này nó cũng phải bắt tóc nhá, thì mới là được. Đó. Và một chiếc tung đơ phải có cần gạt để mở lưỡi lên xuống một cách linh hoạt. Đó. Với những chiếc tông đơ này thì khi chúng ta sử dụng thì chúng ta cần hiểu hơn về tông đơ một chút để chúng ta chăm sóc một cách tốt nhất. Ví dụ trong quá trình chúng ta cắt đi, tóc có thể lọt vào các cái kẽ hở, ví dụ như lưỡi hoặc công tắc, thì theo thời gian khoảng 1 tháng các bạn có thể tháo ra vệ sinh 1 lần. Đương nhiên ở những lần đầu tiên tháo có thể là hỏng, nhưng chúng ta phải đón nhận cái hỏng đấy thì chúng ta mới biết tháo được. Đó. Tường là một người rất là mày mò, rất là vọc vạch. Tất cả tông đơ trước đây thì Tường thường hay tháo ra và để Tường sửa, Tường nghịch, Tường khám phá. Có những chiếc tông đơ đang cắt rất tốt, tháo ra lắp lại không cắt được nữa. Đấy, tháo ra nghịch hết. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong kiểu tóc short quick của mình rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành cạo và tạo kiểu cho anh em xem. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và xem hết video của mình. Nếu như mọi người thấy mà giúp ích được cho mọi người thì mọi người có thể bình luận ở bên dưới đó, để chia sẻ về cảm nhận của mọi người. Và hiện tại thì mình cũng đang tặng sách Vì Yêu cho mọi người. Số lượng thì cũng không phải là còn quá nhiều. Nếu như anh em nào mà muốn nhận sách Vì Yêu thì có thể là nhắn tin qua Zalo cho Tường. Đó. Và trong sách Vì Yêu thì Tường viết về hành trình làm nghề của mình thôi, hành trình khởi nghiệp và hành trình Tường chiến thắng con quỷ của mình và khám phá được nội tâm bên trong của mình. Đó. Và tu sửa được tâm bên trong và bắt đầu có một cái thân tốt hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.